chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói tin tức ở Hoa Kỳ và ngày 8 tây tháng 8 vừa qua đã có một vụ ra đi tử vong vì Covid-19 và người trên màn hình thì rất là nổi tiếng. Ông tên là Dick Farrell và ông là sướng ngôn viên của chương trình ở tiểu bang miền nam Florida, một cái chương trình bảo thủ thưa quý vị. thì có thể nói rằng ông là một trong những trường phái chống khẩu trang, chống tiêm chích vaccine và cho rằng covid là một cái điều mà dựng chuyện, chẳng có gì đáng nói thưa quý vị. À, tiếng anh thì ông gọi khẩu trang là những cái tả Tại sao bắt người ta đeo tả trên mặt Đeo bằng vệ sinh trên mặt Thưa quý vị Ông dùng những ngôn từ rất là xấu xí Để diễn tả những cái khẩu trang Mà nhiều người Và chính quyền kêu gọi Là phải đeo để mà Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thì có thể nói là Quả báo đã đến Và ông chết học máu vì cái tội gọi là khinh thường Covid-19. Ông lên chương trình radio của ông ở miền nam Florida tuyên truyền hết sức bậy bạ, chống phá, chống đối, coi như là coi thường Covid-19 và tuyên truyền là không cần đeo khẩu trang, không cần chích vaccine cho rằng là trong cơ thể của mình là đầy đủ kháng thể và cái quyền tự do cá nhân thì không được ai bắt buộc gì cả thưa quý vị nói chung là không ai có thể bắt buộc uh, ông phải mang khẩu trang vợ ông phải mang khẩu trang gia đình ông phải mang khẩu trang nói chung là một cái thành phần rất to mồm chống phá và chống đối việc đeo khẩu trang ông kêu gọi là đeo khẩu trang là giống như một hình thức bị áp bức và việc chích vaccine cũng là một hình thức áp bức người dân và ông cho rằng Covid-19 <laughs> chả có gì mà phải lo tôi khỏe như trâu sống khỏe ăn uống bình thường không có gì cả Nói chung là cái chương trình radio của ông là một trong những chương trình bảo thủ kích động Thì có thể nói rằng đùng một cái Ông cảm thấy đau đớn ngực Và dần dần liệm đi Thế là hốt hoảng Kêu xe cứu thương cấp cứu Và miệng mồm thì bắt đầu lãm nhảm Yêu cầu bệnh viện y tá bác sĩ là phải cho máy trợ thở rồi quý vị bỗng nhiên là ông thấy là hai cái lá phổi nghẹt đi một cách đau đớn lúc đó là ông mới bàng hoàng nhận ra là ông là một cái thằng ngu ngốc một cái tên ngu xuẩn đi tuyên truyền bậy bạ và sau khi mà bệnh viện cấp cứu và không thành công thưa quý vị và ông đã ra đi vào ngày 8 tây tháng 8. Thì có thể nói là việc ra đi của ông để lại một cái sự thay vì thương tiếc thì là một sự chửi rủa, một sự lên án, một sự gọi là phê phán ông. Xin thưa ông tên là Dick Farrell. Thì uh, trên màn hình uh, thêm một ngày cũng là trong cái nhóm truyền thông thổ tả tuyên truyền láo khoác nói rằng Covid-19 không là gì cả Ông cũng là một nhà truyền thông bảo thủ nổi tiếng tên là Phil Valentine Thì cũng xin thưa với những cái luận điệu chống phá việc đeo khẩu trang Quý vị có thể thấy trên màn hình là chẳng có đeo khẩu trang gì cả Và chống phá việc tiêm chích vaccine Rồi Tuyên truyền rằng à, COVID-19 cũng chẳng có gì, chỉ là cái thứ cúm mùa, vớ va vớ vẩn. Nói chung thì à, những cái ông truyền thông thổ tả này cũng khá nổi tiếng ở Hoa Kỳ, cũng đã gây ra những cái sự ảnh hưởng khiến cho một số người dân hoang mang và họ không đeo khẩu trang. Thậm chí còn tuyên truyền bậy bạ nói là à, mua khẩu trang, đeo khẩu trang là làm giàu cho những người bán khẩu trang thưa quý vị. Nói chung là tê mọi cách Để truyền truyền chống phá Nói rằng khẩu trang không cần thiết Cơm gạo Mới cần thiết Có nhiều tiền mua cơm gạo Thịt cá bấm muối ăn Là tốt cho sức khỏe Còn không nên đeo khẩu trang Vì bị bắt tự do Nói chung là những cái thành phần Gọi là anti vaccine Anti mask này Chống phá điên cuồng thưa quý vị Tối ngày à, lên các chương trình đều lãm nha lãm nhãm đưa ra những cái truyền thông thổ tả để mà chống phá lại cái ý định tốt đẹp của các chính quyền của các cơ quan y tế của Hoa Kỳ của các thống đốc của các vị mà bác sĩ ủng hộ cho việc đeo khẩu trang ủng hộ cho việc chích vaccine thì đã bị những cái tay này lợi dụng cái sự tự do ngôn luận phát biểu linh tinh phát biểu lung tung phản khoa học và cái điều buồn cười là có những tay hiện nay vẫn tiếp tục coi thường coi thường sinh mạng của mình coi thường sinh mạng của người khác tuyên truyền những điều nhảm nhí như tôi vừa trình bày nói rằng đeo khẩu trang là mất tự do vân vân và đùng một cái hài lá phổi đồng cứng rồi quý vị hốt hoảng kêu xe cứu thương chở gấp vào bệnh viện và những người trong bệnh viện đã nhận ra ngài chính là phil valentine một nhà truyền thông nổi tiếng thì có thể nói rằng với cái sự đau đớn ông không thể nào kèm được và cũng miệng mồm lãm nhảm yêu cầu máy trợ thở, yêu cầu bình oxygen và làm trò cười cho thiên hạ thưa quý vị. Vì trước đó thì ông tuyên truyền chống phá những cái thứ này, nói rằng là vaccine là cúm bùa, không có gì hết. Bệnh chỉ giống như cảm cúm chỉ cần nghĩ là khỏe, nhưng mà trời trả báo thưa quý vị ác giả ác báo với những cái lời tuyên truyền ngu xuẩn thổ tả đã làm cho biết bao nhiêu người bị nhiễm covid 19 và đã tử vong rất nhiều có thể nói là thành phần này nó cũng có ảnh hưởng trong xã hội ở Hoa Kỳ này và bây giờ chúng ta thấy là sự trả báo hay là trời trả báo hay là ác giả ác báo đã đến đối với những tay truyền thông thổ tả này thì có lẽ là báo chí Hoa Kỳ hiện nay cũng đang tập trung đưa tin về cái chết, về cái mà đau đớn quằn quại bể hai lá phổi đối với những cái thành phần mà thổ tả như vậy thưa quý vị, báo chí Hoa Kỳ hiện nay họ lên án, họ phỉ báng, họ coi như là cười nhạo trên cái Chết chóc đầu đớn của những tay thổ tả này. Nói chung chẳng ai thương xót. Vì những cái uh, hiểu biết thiếu khoa học. Rồi, quý vị. Cố tình. Và khi mà họ bị nhiễm Covid-19 thì họ lập tức. Họ lại kêu gào đổi 180 độ. Kêu gào vợ con, bà con, thân hữu, bạn bè. Hãy mau mau chích vaccine. Hãy mau mau đeo khẩu trang. Vì. Con Corona Hay là con virus Covid-19 Là có thật thưa quý vị Nói chung là Cái sự ngu ngốc trước đó Thì tuyên bố là không có thật Khi dính bệnh rồi Thì tuyên bố là có thật Và hoảng sợ trước cái chết Và thậm chí Là đã chết Không còn có mặt Trên cõi đời này nữa Những cái thành phần Vô tích sự phản khoa học tuyên truyền thổ tạ lao liếu thì đó là cái thông điệp của những báo đài truyền thông báo chí ở Hoa Kỳ này như tôi vừa nói là đang tập trung tấn công những cái tay mà thổ tả như vậy thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quang Thiên đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.